Rồi em xin chào cô chú anh chị đã đến với clip mới của em nha. Thì hôm nay em đi qua Tiền Giang em bắt cái tổ ong nuôi dẻ cho ông chú cả nhà. Ông dọn lưới chim thì bị nó đánh mười mấy hai chục mũi vậy. Rồi sáng ngày chú điện em qua em bắt lặn cho chú dân lưới. Nè cái đường này nè cả nhà, có cái đường này. Nó đánh ổng mà phải đi xuống 120 để cấp cứu luôn đó nha. Nay nước làm như mưa nó ứ hay chứ Toàn. Ủa cái này ông văn chim gì chú vậy? Hả? Nó xuống đây hả ta? À này chắc làm giật hả chú Tài? Chị em còn tưởng ông văn lưới chứ. Thôi cái này giờ không nhọn chắc không phù dữ à. Quà này quên chú tổng cộng hết luôn nhiêu mũi? 14, 15 mũi à. Vậy là tính ra chú thua cái ông ở bên kia rồi, ông đi săn heo mà ông đi quấn 25 mũi. Đó, là đi vô tới đó là nó tàu ra đó. Tới đâu? Đây thì cụm đường này chút xíu không mấy mét à. Đây tổng mấy mét hả phải không? Ừ. Khoan từ từ. Rồi nó xuống rồi. Ủa sao hôm nay nó lên xuống ta? Vô, đây đóng sao không chú Tài? Đường ở mét hả? Đây tới ngày chỗ lỗ đâu? Ờ, tới lỗ đó. Là tới đó là nó cục cục nó chạy đâu đó. Thì là cổ đâu đó đó. Này có nước bận đồ vô kiếm hay chứ. Đồ vô kiếm chứ rồi. Đồ của tao với ông Ngâm. Mày muốn lên coi. Em lại mấy anh để em kiếm sống đầy đủ. Nó bị ăn cắp kiếm mà giờ nó gì luôn. Vậy bằng đầu vô đi Tâm. Trời ơi trời. Cái đó để con để dán trên cái lò chú Tài ơi. Lò đặt cá hả? Chán. Có chuyện không nghệ nha. Ủa hồi đồ này ông nghệ cũng có vậy. Em nghe anh ơi. Mấy kia mà có chuyện nghệ. Quá. Làm gì? Bóp ra ngoài kìa. Nhớ rồi, nhưng mà ý là giờ anh lấy cái gì ở đằng em biết. À đeo khẩu trang rồi cỡ đeo sẵn ấy. Anh gửi cái địa chỉ của anh luôn đi, cái em gửi ship chừng ngày mai tới chứ gì. Nó ngập sao chưa nói không đưa tao luôn. Đâu tay đâu. Còn không có gì em gửi bạn em đem về cũng được. Sôm này như cái máy kim à. Rồi. Vậy là ông đó ông tự có. Ừ. Rồi. Rồi để em đi bắt ông cái. Sẵn độ qua đang bắt ông người ta. Rồi. Thấy lên mạnh. Không thấy lên đâu luôn á. Mày chổng mày kiếm á, mà chổng mang vô là kiếm luôn. Cho nên không thấy nó lên ở đâu luôn. Thấy nó có đảo không? Thấy có đảo nhưng mà không thấy cái nó lên. Không, nên nó quấn ổng ổng cái siêu tài vậy, cái đó nó quấn ổng lên chỗ nó nằm đó thôi chứ không đâu nằm rộng đó, đó. Bắt phá luôn nhân viên bắt rồi phá ổ luôn cho nó đi tay bóp cho làm đó. Tới tay tay lưới tàu dương ở đây không thầy ghê nó cây cái chục thước trời vậy mà mình chú lên luôn chú Tài. Hôm nay xuống bài này đông không chú Tài? Bơi ta xuống là mới khởi ra làm hôm đó. Bữa trước quá trời bị ố rồi. Đặt cái lạch. Nhìn bên kia. Nhìn mấy bên trong đó, tại mình con đội lên đi xíu là nó có nắng vô là nó ấy à, tại vì nó mưa nước á. Mà mặt sao đi sao vẫn chịu.
Ừ. Cô sợ ông nghề. Tính ra chú vô tới đây mà chú dọn đây con vui chứ. Đây bên đây. Hả? 11 có bán lợ kiếm cây qua đây chặt cây này về được. Cây này mất tay. Có đường mờ mờ chú đi đó. Ừ. Nó đúng đúng cùng luôn á. Nó đúng mấy mét hả? Cầm lên luôn đi. Chỗ này cũng không có thấy cả nhà, không chú không đạp rồi mà không biết nó nằm ở đâu, vô nhìn đứng ngoài không thấy ông lên xuống. Kéo lại em nha. Kéo cái đó lên kìa. Cái đầu trên. Ừ. Không cái đầu trên. Từ từ lấy cái tay ra. Gì đó. Rồi nè Vin. Đi nhí rồi. Sẽ tổng đi. Lấy cưa nè. Lấy cưa không? Đợi chứ. Lấy cho kỹ nha, lấy cho nó hết luôn nha. Ừ. Cho đi nha. Rồi đi ra đi. Đi ra chứ ơi. Bạn đi vô á. Để đi với tài với nha kìa. Thì bạn đi vô đi. Nhìn xung quanh các bạn đi. Đấy nữa. Chưa thấy con nhẹ rồi đó. Đó mình đứng đây rồi nghe. Chắc lên. Chưa. Cứ mở hết lên mày. Bấm nhau ừ. Ở bự lên hai ơi. Rồi. Dạ thấy rồi, thấy rồi. Đi đi. Đi đi. Yeah.
chú Tài cũng dọn ngay đúng không, mà cái đường đó là có ông xích tới vậy gan tay. Ông chú này là ai? Dạ. Mẹ chú hả? Ừ. Ông có kim? Có. Rồi có chết đâu? Có kim nè. Nhưng mà nó không chết. Biết sao ông không đu theo hoài? Ổ này nó bự mà. Ủa con già quá trời luôn. Dớ ba tận. Dớ gì? Dớ ông già. Dớ. Con này cũng bự á chú Tài. Đồ chà bá luôn. Thấy chứ thấy nó ngoài chứ. Ừ. Chết à? Không, con nó chúa mà. Năm trường Nam Tắc đó là thuộc vô nó hả? Gan tay. Đúng gan tay luôn. Ngay chỗ đứng nhìn vô tầm Nam Tắc. Có kim kìa. Đông mây vui cái lớp lá sậy mà đâu thấy. Mà sao đứng không thấy nó ra nó vô ta? Coi nè, điệp nằm ở trong mà. Trong cái nằm ở dưới. Có con lỗ trống lớn nha. Là nằm nó dưới cái nằm cây dưới đó vậy, nằm lưng chừng với ngang không nè, cái cây lên nè. Lớp lá. Tính ra chú Tài không hiền, thịt ông cũng hiền chứ 15 mũi mà không có bị sưng. Chỉ có cái đi hơi đi vô nước biển. Thịt ổng cũng hiền. Tôi nở trời. Đã. Già quá trời. Già kẹo luôn. Có lay có vũ cho nó hết không Bin? Hết. Phá cho nó hết để quậy hết, quậy banh rỗng. Ừ. Quậy cho nó banh ra. Cái con bé quậy nó quậy cứ vừa cầm máy vừa quậy. Thôi mua cho thú thịt mũi cho bay khè luôn. Ừ. Đi à. Mà sao nó đi nó tạm ổng nhỏ nhỏ vòng vòng á. Có không dọn được cái đường đó, ông đi qua cái rồi không chú Tài? Nãy tính kêu hàng bay dọn giùm ổng cái đường đi qua chừng tầm chục mét cái. Nãy ông nói dọn luôn. Trời ngồi ăn khí thế luôn trời. Ngọt ngọt đã lắm. Xếp đồ mày. Xếp đồ lại. Dạ. Rồi kiếm lửa không à? Mới ngồi đó cắn mấy bạn không? Hôm qua thì bắt cho ông chú cái ổ ở dưới kia cái người nó đánh ổng 15 16 mũi gì á. Thì giờ hai anh em về đây bắt thêm mấy cái tổ này đang em ghép vô đằng cho được 1 lít cả nhà. Cái ổ này cũng dữ thần lắm. Ổ ong này nó xém ngập nước luôn cả nhà. Không quá thấp. Tới chưa đi. Chưa. Tới chút. Chưa. Chờ cây đằng kia hay gì á. Đi đàng hoàng để ông nhẹ quánh nha đi. Thành ra cái này nè cả nhà. Không. Còn vô có ong pin không nó lớn. Hết biết có ong rồi cả nhà ơi. Ôi ôi cả nhà.
không kịp mắt nữa nè. Nhà thấy cổ ông không? Tối thần cổ ông. Ngồi hai sáng. Gì vậy? Chịu đi không mắt. Cái tổ này nó muốn bằng cái lồng bàn luôn đó nha. Ôi đẹp. Quá trời, hết sức rồi. Quá sức rồi. Cái sức ra miếng. Nhìn gánh nhìn quốc đó. Quốc nè 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 nè. Ông ông thấy em bị mắt đỏ hay sao á? Chích chụp không? Tới hai cái vô con một. Bể nó rồi lấy độc chỉ độc. Con nó con chúa gì mà. Không phải. Trời. Ngon. Qua trời con ong lớn. Trời.
Thôi ôi. Đá vô ướt mẹ ngồi. Không em cầm ở vậy mà nó đá hai cái luôn á. Quá trời có ông cả nhà ơi. Ở đá bên cái con mà không bị nhậm nữa. Giờ thì cái ổ ong này em đem đưa cho thằng em nó xách về đặng làm ra giao cho cô chú anh chị mình nha. Già suốt. Ôi con ong nó lớn nha nhà. Bữa nay pin bị đâu đỏ nữa. Pin pin ôm ong lên cái cho. Quá trời con ong nó lớn đây nha. Quay cho nó quay cái bề mặt lên coi. Chụm. Ôi ôi quá trời con nó lớn. Kìa kìa lấy bịch bỏ vô đi. Bịch này. Về lặt ra rồi đem về xã giao cho bạn. Nào lặt xong cái điện tôi. Em vô xã hả? Ừ, xã mình. Dịnh cứng nha. Dịnh cứng đây, dịnh cứng đây, dịnh cứng đi. Đi chiếc nào anh? Đà riêng. Rồi. Một thôi. Rồi. Đi nha. Chắc ở đó anh ơi. Ổ lớn. Tàn chục ký. Ừ. Quá trời ổ ổ lớn. Ốc rồi. Ai ốc rồi. Ai ốc rồi. Rồi giờ mấy anh em lên đường đi tiếp nha cô chú chị.